bóp biết tưởng là bắn tọc tọc cái chiếc đinh. Tọc kinh như bắn căng thế làm gì? Vá căng sự kim chết chứ có phải căng bắn. À, ừ đấy. Chung là game này bắn bót không khó, khó là đi đánh bắn bắn xong xong lắc nhắc rồi. Khó ấy thôi. Mà sau quả vừa rồi chắc đạn Desert Eagle của tôi hết sạch rồi. À đây này, nó ghi đây này. Zombie mắt đỏ có thể chuyển thành Bloodshot này. Là cái gì ấy? Là mấy cái con mà người nó đỏ rực lên nó sẽ hóa con hóa cấp đấy. Bác đứng đây không bị dính zombie luôn. Khu này chưa đến khói. Ờ, khu này không dính. Ui giỏi rồi, bộ đội như kèm. Này để BSAA. Tưởng chết hết rồi. Lịch cái thằng này xèo hết. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Ủa, ui giời. Để lại chỗ ra. Wesker. Chris. Đó, lại nhắc lại kỷ niệm. I got it. On my way. Thế con da đen đi cùng thằng này đâu rồi? Út rồi. Ờ, chắc là châu Phi rồi. Ui giời, ở lại luôn. À đã chết rồi. Đấy, lộ cốt truyện rồi đấy. Mình bắn tung hai người ấy của mình sẽ giải quyết ra đâu. Ở phần chơi kia. Ui giời. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Game nằm lỗi vãi nồi à. Ý là chả gặp nhau thì tốt hơn. Đủ hết cốt truyện ở phần khác. Ba phần riêng biệt là. HQ, can you read me? HQ to Echo, report. Chạy đi, bộ đội đang nói chạy đi. What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate. Come on. Được. We detected mày giữ tạm cái tao giúp mày. Ờ, vòi ở ga, ở kia đồ rồi, đã phải rồi. Úi giời. Moving in to search for surviving evacuees. Wait. Ô bên đấy bị xì khói à. We want to help. Bị cắn này. Úi giời, khó đến đây rồi. Chạy, giờ là... Ơ, hướng thẳng về đấy ạ. Don't go near the gas. Đừng gặp. Nhanh nhanh, né mà nhanh đi quân. Khó lắm. Ơ, thằng kia sao đỏ lừa rồi. Tại vì tích khỏi ạ. Ờ. We're taking a detour to the quad tower. Sao thằng kia đô con đấy không? Over here. Trên kia à? Đóng cửa có thấy trên tầng này khói không? Úi dồi, không phải, không cần trên tầng đâu, đập vỡ kính ra là ăn cướp rồi. Kính chắc phải. Đập đồ, đập đồ, đập đồ. Ê, vãi nồi. Lại nữa à? Ủa vãi nồi. Ủa vãi nồi, đập khói mà tụi nhanh lên, lút nhanh lên. Thế rồi, nhưng bắn mà... Bắn cái này đi quân. Bắn cái gì? Vậy, bắn cái... Ủa vãi nồi, chậm. Tí chết bẻ luôn ạ. À. Ủa vãi nồi. Vãi nồi không có thời gian hút đồ rồi. Mất cái hớp đỏ rồi. Tôi nhặt được rồi mà, vãi nồi. Tôi không nhặt được luôn. Hoặc là ngay từ bây giờ ông phải vứt ngay từ lúc ông bước vào phòng ấy. Rõ ràng phải vứt một cái gì đó đi ạ. Vứt thật nhanh và tôi phi vào trước đây. Bên trong kia có cái... Có cái để bắn thấy ấy. Thấy rồi, nhìn thấy rồi. We've got a vehicle out back if you want to hitch a ride. Rồi tôi nhặt rồi, lên thôi. Nó lên tầng rồi. Thằng kia chắc không sống lâu. Ui ạ. Giờ sao chạy thẳng lên nhanh, vãi nồi. Ôi, vãi nồi. Đạn, đạn, đạn. Không có thời gian đâu, vãi nồi, rồi chết ấy. Ôi chết rồi, chết rồi. Chết rồi, bị cái đám này nó cản đường rồi. Vãi đồng quân. Ờ, phát rồi. Nhanh lên, mấy thằng đệ này bắn đi. Đấy, vào, nhanh, 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 nhanh. Thằng nào sống được thì sống, thằng nào chết được thì chết. Chết được. It's just outside. Go!
Ui giời. Nhanh nhanh. Bắn đi, nhanh chóng chóng anh. Ui xong nữa. Nhanh. Ôi. Go, hurry. Đến nơi rồi, đời sao. Bắn đi, vãi em nhìn sau lưng tôi này. Ơ, hàng về. Vãi rồi. Vâng, rất anh hùng. Con trường lao động hạng nhất sẽ được trao cho anh sau khi kết thúc dịch bệnh. Nếu tìm được xác sẽ đến trao huân chương tận nơi ạ. Thằng này chết nốt. Rồi mà xem. Ơ, mình quay được này. À, thôi ông biết thằng này thằng nào không? Biết rồi, đây là cái thằng ở trong phòng tập đấy. Trường xe. Ui dồi, các chiến sĩ. Retreat and wait for further. Biết là dịch bệnh zombie mà không trang bị mặt nạ chống độc. Thằng kia đứng nhìn đấy à? Đứng nhìn đấy à? Ơi, con mã của tôi. We can't risk any more men in there. Xe này lại không nhiễm độc à? Có vẻ kín. Xe gì mà kín đấy? Nhưng mà làm sao đủ oxy nhỉ? This is bad. Ui, đi tham quan. Đi thông thả rồi. Thông thả cái rồi. Quá. Quân bám nó vào xe rồi. Thằng kia đuổi rồi đấy à? I got it! Nhanh cái tay lên mãi luôn. Dốc nhỉ? Nói đứa nào cạn nổ cái xe này. Boss thì mày ra. Vừa thằng quân vừa dứt mồm. Cái con to bự nhảy xuống ấy. Lật xe cái ra. Vâng, đồng đội thằng này ạ. Úi giời. Con này bình thường. Cố lên. Chắc mình gõ cả ngày không ăn. Xe này chắc xe bọc thép rồi. Một con xô này đấm cả ngày mất. Đúng ra. Chả nhìn thấy cái gì cả. Có nhìn cái gì không? Chắc đấy là lý do thằng kia lái chậm. Thôi cũng hợp lý rồi. Phải phi nhanh húc đầu vào tường. Bắt đầu lá cho cảm giác à. Không nhìn thấy gì nữa, cứ đâm. Ở đây chỗ này không bị khói này. I'm gonna head back and try to find what's left of my team. Ui giời, quay lại luôn. Thank you. Quay lại chết thì còn gì nữa. Còn thằng cái tham đôi của thằng Minh ấy. Còn thằng là cái nhà nát. Nhanh zombie đằng sau. Ui giời. Nhanh lên. Lôi thằng quân xuống. Mình không cần ăn nữa luôn. Ui giời, nhanh lên do đằng sau cái đóng. Hết tập rồi. Ông kia đứng lại đấy à? Thế rồi á? Không vâng, hết thật. Hết rồi mà. Có thế rồi à? Đấy, hết thật rồi. Có thể loát đinh rồi này. Nó to. Được bằng phim nữa. Úi xong. Tì bắn ra đây để... Nói rồi, sao nó bảo tì bắn ra đây để đánh boss. Có đấy. Cảnh ấy rồi này. Đặt đầu ấy. Đúng rồi, chuẩn rồi. Ông lại chuẩn bị cõng tôi à. Thằng kia sắp thành một cái vật à. Ai spoil được biết hết này chơi một. Lát nữa cái trực thăng nó quay nó giết mình à. Nó tưởng mình hóa zom hay sao ấy. Không biết là nó tưởng mình hóa zom hay là nó cố tình nó đi luôn. Chuẩn rồi, quay lại đặc tập rồi. Đấy, đặc tập thì cho full súng ấy. 999 viên đi mà. Úi dồi. Các loại súng. Gì đây? Con nào kìa? Ada. Ada si. Nó giết mình ấy, nó Ada bắn si. Mình đấy. Ada si, vãi đổi hài. Úi dồi. Đấy là Ada si. Chạy nhanh, không còn tán tập đâu, vãi đổi. Vãi đổi, chưa tạm dừng nữa. Tao bố mới bấm tạm dừng phim đã.